Rất vui khi được gặp lại quý vị trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình được phát sóng vào lúc 17h50 thứ bảy và 20h30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Và cũng xin được gửi lời cảm ơn đến nhãn hàng thép Vina Kway, thép xây dựng Nhật Bản tinh thần thép, và nhãn hàng nước uống Ion Kiềm cao cấp đầu tiên tại Việt Nam, Ion Life, khỏe ruột mát da, món quà cho sức khỏe đã đồng tài trợ cho chương trình. Thưa quý vị, chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò được dựa theo format của kênh truyền hình KCTV Nhật Bản, vẫn luôn đồng hành với những ai đang đi tìm một nửa yêu thương của mình. Đừng ngần ngại gì, hãy chia sẻ với chúng tôi sẽ tìm cho bạn một người ưng ý. Dạ. Và bây giờ xin mời quý vị đến với cặp đôi đầu tiên. Thép Vida KOA, tinh thần thép. Ưu điểm của em là nấu ăn ngon, em còn biết làm bánh. Có khuyết điểm gì không? Hơi lười, hay nói xàm. Cái chuyện mà con hay nói xàm đó con. Dạ. Con ngồi kế bên đúng luôn rồi, đúng người luôn. Dạ không, con cũng nói xàm lắm chú. Cái gì? Con cũng hay nói xàm lắm. Con nói xàm luôn hả? Con cũng lười nữa. Thì anh thấy em cũng khá là dễ thương, giống cũng hay giống một người ấy. Giống ai nhiều? Hả? Giống ai nhiều mà? Không. Giống con dâu tương lai của mẹ anh. Life, nước uống Ion Kiềm đầu tiên tại Việt Nam. Ion Life khỏe ruột mát da, món quà cho sức khỏe. Ion Life tự hào thương hiệu quốc gia Việt Nam. Mời nhà trai. Mời đi em. Xin mời nhà gái. Chào cô gái của chúng ta, mời em ngồi. Rồi bây giờ mời em trai giới thiệu về mình. Rồi mời con. Dạ con tên là Võ Văn Thích. Năm nay con 27 tuổi, hiện tại đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Quê con ở Khánh Hòa. Con làm gì thích? Dạ con là chuyên viên về digital marketing của một công ty chuyên về thiết bị y tế á chú. Thời gian buổi tối thì con có làm thêm, bán thêm đồ chơi trẻ em vậy nè. Bán đồ chơi trẻ em nữa? Dạ. Được, vậy là có chí ý chí ha. Dạ. Bây giờ con đang sống ở đâu? Dạ con đang sống ở Thủ Đức. Mời nhà gái. Mời nhà gái. Dạ con chào chú Quỳnh Linh, chào chị Ngọc Lan, chào bạn Nam. Em tên là Lê Hoàng Khanh, năm nay em 24 tuổi. Hiện tại thì em đang làm kế toán tại công ty HK Group, chuyên cung cấp các dịch vụ logistics. Quê em ở Bình Thuận. Hiện tại em đang làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Em cũng ở Thủ Đức luôn. Hỏi liền, ở đâu? Em ở chỗ nào Thủ Đức vậy em? Dạ em ở phường Linh Đông á anh. Anh ở ngay chỗ khu đô thị Vạn Phúc á, thì nói chung cũng gần. Dạ. Ừ. Vậy là hợp lý rồi ha. Ơi, mời nhà gái cho tôi biết về ưu điểm khuyết điểm đi. Ưu điểm của em là nấu ăn ngon. Em còn biết làm bánh. Hôm nay em có đem bánh tự tay em làm để tặng cho bạn Nam. Em vui tính, hòa đồng. Vui tính ha. Dạ. Có khuyết điểm gì không? Hơi lười. Với lại lâu lâu thì em hay nói xàm. Em, ủa sao chị thấy mấy người mà thích làm bánh, thích nấu ăn là không có lười đâu á? Dạ không, em đam mê nấu ăn nhưng mà em không thích dọn dẹp. Dạ. Cái chuyện mà con hay nói xàm đó con. Dạ. Con ngồi kế bên đúng luôn rồi, đúng người luôn. Dạ không, con cũng nói xàm lắm chú. Cái gì? Con cũng hay nói xàm nữa. Con nói xàm luôn hả? Con cũng lười nữa. Vậy ba đứa mình chơi với nhau đi, đừng chơi với người đàn ông luống tuổi kia. Không ai biết rằng chú cũng xàm hơn tụi con luôn. Nói cho cuộc sống mà đôi khi cũng xàm xàm chút xíu. Dạ. Cho nó vui. Dạ. Bây giờ mình nói chút xíu về đường tình duyên đây nè. Quen khoảng 1 năm. Chia tay cũng gần được 1 năm rồi. Sao chia tay? Mẹ bạn thì không có kiểu như không có thích hay tụi con quen nhau lắm. Tại bạn còn nhỏ, lúc đó mới có 18 tuổi, bạn còn đi học. Mà bản thân con thì hồi đó cũng chưa có đủ quyết tâm để gọi là thuyết phục mẹ, tạo sự tin tưởng cho mẹ bạn để cho hai đứa quen nhau. Giờ quyết tâm chưa? Dạ giờ quyết tâm luôn rồi. Quyết tâm nha. Dạ. Con có điểm mạnh gì, điểm yếu gì nè? Dạ điểm mạnh của con thì con được mọi người nhận xét là hiền, rất là dễ chịu. Đôi khi thì ít nói nhưng mà nếu mà những người mà con quý thì con rất là vui tính và hay chọc hay giỡn. Bên cạnh đó thì con cũng thích chơi thể thao, như con chơi đá banh nè, con chơi cầu lông. Gái thì sao? Tình trường sao? Dạ em có 3 mối tình. Khá ha. Mối tình nào là sâu đậm nhất nè? Dạ mối tình hồi năm lớp 11 là sâu đậm nhất. Trời ơi, tuyệt đẹp, đẹp lắm ha. Kiểu tình yêu gà bông thôi. Nói chung là bên nhà gái về tình trường thì có kinh nghiệm nhiều hơn. Nhưng mà tình yêu gà bông không hả? Hả? À, tình yêu gì? Gà bông. Gà bông là sao? Gà bông là nó... là sao?
Nó... Chào em. Tình yêu gì lạ vậy? Tình yêu gà bông là tình yêu tuổi học sinh, sinh viên. Rồi, mẫu hình lý tưởng sao? Dạ, con thích chị ca sĩ IU á. Dễ thương, với lại nói chuyện có duyên như chị Ngọc Lan là được. Nó nghe mình đây dễ thương lắm. Dạ, về tính cách thì dịu dàng, đặc biệt là phải hiếu thảo với ba mẹ. Ngọc Lan chào chú Quỳnh Linh. Đủ dịu dàng chưa ạ? Dịu dàng có nè. Nó cũng có duyên ha. Trắng trẻo, nói chung là cũng xinh đẹp như ca sĩ vậy đó. Nhưng mà sao con nói xàm lắm hả con hả? Dạ, lâu lâu. Không xàm nó vui mà. Em có muốn cái gì ở nhà trai nói đi, chị Lan hỏi liền. Dạ, em thích bạn trai ăn mặc lịch sự. Cao. Quá lịch sự. Quá cao. Thơm. Thơm. Rồi, để chúc con tự kiểm tra. Tôi thấy tiêu chuẩn vậy đã đưa ra rồi. Còn chúc mình cảm nhận con như thế nào. Bây giờ mình đi với ai con? Dạ, con đi với lại ba, với lại mẹ con. À, có ba mẹ luôn. Dạ, có ba mẹ luôn. Dạ. Chào nhà gái. Mình góp ý coi con rể tương lai mình thấy sao nè. Chào MC Quỳnh Linh với lại Ngọc Lan với toàn thể khán giả. À, chào chị. Chào con rể. Chào. Ngon rồi, vô. Nói chung là mẹ thấy cũng được. Chứ mà giờ tùy con thôi. Chứ mẹ thì chỉ góp một phần thôi. Thôi giờ có ba nói luôn. À, còn ba thấy sao ba? Ba thấy là thấy được rồi đó. Còn cái chuyện mà tùy con nha. Nhưng mà giờ tụi nó muốn lấy nhau sớm thì được không? Chừng nào ba gả nè. Ba đồng ý thì ba giờ nào cũng được hết á. À, ba mẹ thì cổ vũ hết mình. Ba mẹ có cho phần nào không? Dĩ nhiên có, gái nào mà không cho cho của được. Của chìm cứ nổi đầy đủ. Rồi, cảm ơn chị nhiều. Dạ, cảm ơn cô chú. Rồi, còn nhà trai đi với ai? Dạ, tại ba mẹ ở xa nên con hành dạ em nay đi một mình. Có anh Quyền Linh ở đây ha, đừng lo nha. Miễn sao thơm là được nha. Đúng rồi, miễn gái thơm. Có tiêu chuẩn là thơm đó. Thưa quan viên hai họ, bây giờ chúng ta phải cho đôi trẻ gặp nhau thôi. Mở rào. Đẹp trai lắm em ơi. Hôm nay đến thăm chương trình thì có cuốn sách gửi tặng em. Dạ. Đây là một cuốn sách của thầy Thích Nhất Hạnh. Thì mình không kiềm chế được cảm xúc á. Những kiến thức trong này thầy giúp em được. Cuốn sách đó tựa đề gì vậy Thích? Sách đó là Giận. Giận. Em cũng hay giận bạn trai. À vậy hả? Vậy nó tặng đúng cuốn sách rồi đó em. À, đây là bánh em tự tay làm. Thì ngon quá. Dạ. Anh có thể thử. Thử một miếng thôi. Dạ. Anh cũng chưa ăn trưa nữa. Đây đâu có ăn trưa đâu. Dạ, mời chú Hoàng Linh. Rồi con cứ lo chuyện cho con đi, để nguyên hũ này cho chú. Gì chứ này chú hảo lắm. Rồi mời hai bạn về chỗ nào. Anh có thích chơi thể thao không? Anh kiểu như là ghiền thể thao luôn á. Tuần thì có thể chơi được 7 ngày luôn cũng được. Vừa đá banh, vừa chơi cầu lông. Với lại anh có đi tập gym nữa. Thì trong tuần thì thường là em rảnh vào những ngày nào? Dạ em rảnh thứ bảy với chủ nhật. Gặp nhau thì em thích đi chơi ở đâu hay là đi chỗ nào? Dạ em thích đi dạo công viên. Anh cũng thích đi dạo công viên. Hai đứa kiểu như hai đứa đi dạo công viên cũng khá là lãng mạn. Dự định của anh thì khi nào mới kết hôn? Sẽ là nếu mà nhanh là 6 tháng, còn chậm là 1 năm. Khoảng thời gian đó để đủ để mình có thể xây dựng cái tình cảm, hoặc là mình có dự phòng về tài chính á, kết hôn nó sẽ phù hợp. Còn em thì sao? Dự định khoảng 2 đến 3 năm nữa. 2 3 năm nữa. Không sao, anh chờ được mà. Dạ. Yeah. Đợi khi nào bác sĩ kêu cưới thì cưới. Bác sĩ nha khoa. Bác sĩ nha khoa. Hết hồn. Em thích con trai hay con gái? Dạ em trai gái gì cũng được. Mà em thích con gái. Vì sao lại thích con gái? Dạ tại dễ thương giống em. Còn anh thì sao? Còn anh thì sao? Anh thì anh cũng thích con gái. Vì con gái thì cũng dễ thương giống em. Cái bánh hồi nãy em làm nó có đường nhiều không?
Dạ có, đường nhiều, em đam mê đồ ngọt. Ý là nãy giờ nó ăn đúng đồ ngọt, nó nói gì cũng ngọt. Ừ. Nếu mà kết hôn thì ai em muốn ai là người giữ tiền? Em thì em muốn độc lập tài chính. Ý là của anh thì anh xài, của em thì em xài. Còn rồi hai mình có sẽ có một khoản chung. Nhưng mà cũng phải có một người giữ tiền chứ. Anh thì anh muốn em giữ tiền. Dạ, chắc em nhường cho anh. Trời ơi, dở được. Trời ơi. Mình là phụ nữ, mình quán xuyến gia đình, cái gì cực khổ mình gánh về hết. Nghe không? Đó, giữ tiền cực khổ lắm, mình hãy giữ đi. Trả lời lại đi em. À, dạ, vậy thì em giữ tiền. Em giữ tiền, anh thì anh lo giữ em thôi. Trời ơi. Quá trời quá đất rồi. Mấy cái người này sao mà trẻ con bây giờ yêu nhau sao mà dạng quá. Lời nó ngọt còn hơn bánh ngọt nữa. Ừ. Thích là bước tới nắm tay Khanh. Dạ. Anh, cho anh mượn tay em 30 giây đi. Thì anh thấy em cũng khá là dễ thương. Giống cũng khá giống một người ấy. Giống ai nhiêu? Hả? Giống ai nhiêu mà? Không. Giống con dâu tương lai của mẹ anh. Ghi lại mấy đứa ơi, lấy sách, lấy viết ra ghi lại. Còn em thấy sao? Có giống một ai đó không? Ờ, dạ giống. Giống người yêu tương lai của em. Xong cái tập này là chúng ta có ra xuất bản một cái cuốn sách là 36 kế cua gái. À, anh sẽ hát một đoạn ca khúc Ánh nắng của anh. Sẽ luôn thật gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ấm em, sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời. Rồi, bây giờ em gái thể hiện tài năng của mình đi, nghe nói nhảy được đó. Ờ, nhưng mà bạn nam nhảy cùng em. Anh không biết nhảy. Chỉ một vài cái đi. Em chỉ anh. Nì ai hua, hua ai nì. Bình sơ bình sơ. Nì ai hua, hua ai nì. Bình sơ lưng sơ. Khó quá bỏ mẹ. Không, tập theo đi, tập chút đi. Nào làm lại nè, tập đi đâu thích. Hai ba. Nì ai hua, hua ai nì. Bên chân trở lên. Rồi vô. Cho lên số hướng nha anh. Bây giờ hai đứa có thể vui, có thể đùa chút xíu. Nhưng đã đến lúc chúng ta lắng lòng mình lại, nhắm mắt lại, kiểm tra thật sự bằng trái tim của mình xem đây có phải là một nửa manh ghét của mình hay không. Chuẩn bị. Hai bạn chuẩn bị nhé. Một, hai, ba. Hết thời gian. Chính thức chúng ta đã hẹn hò với nhau, nắm tay nhau đi nào. Nào, đang tay nhau thế này này. Gì nóng kỳ vậy? Chứng tỏ rằng nó chưa có yêu. Rồi, đang tay lại. Lần nào hết, đó. Rồi, đây có hai bác. Xin phép hai bác cho tụi con hẹn hò và tìm hiểu nhau. Nhân dịp có hai bác đây thì cũng con xin phép hai bác cho con với lại Khanh là có thể là tìm hiểu, quen biết, tìm hiểu nhau. Dạ. Con xin phép. Dạ, con cảm ơn. Hai bác mừng muốn chết. Xin phép hai bác không? Không, xin hai bác không hôn. Lý. Dạ, cho con xin phép hôn bạn một tí. Bạn tên gì nhớ không? Dạ, bạn Khanh. Dạ. Hôn một tí thôi hả? Dạ. Đó, thấy chưa? Trời ơi. Thấy chưa? Mẹ số 1 đó. Thơm đi. Đó, trời ơi. Bà xui hết sảy. Bà xui này số 1 luôn. Hung vậy người ta nói mình vô tâm quá. Hung vậy như hung con vậy. Nào, nụ hôn nó phải chân thành, nó phải xuất phát từ trái tim chứ không phải hung cho có. Dạ. Yeah.
thấy không? Dạ. Nào hôn vô má nhẹ nhàng cái nào. Hôn vô má. Đó. Dễ thương á. Thật ra là hai đứa rất là dễ thương luôn. Ở đây là ba má cấm rồi đó, con rể tương lai rồi đó. Đây nãy giờ là có ba mẹ của bạn gái chứng kiến và trao đổi hết rồi. Bây giờ em cũng muốn nói gì với ba mẹ của mình đang coi tivi hay không? Ba má mai mốt con dẫn bạn bạn gái về ra mắt ba má con dâu tương lai. Ba má nhà cũng gật đầu luôn rồi đó. Yeah. Thôi hai đứa cố gắng lên nha. Yeah. Rồi chúc hai em hạnh phúc. Đây là những phần quà từ chương trình. Các bạn sẽ nhận được một phần quà của nhãn hàng Amity. Một bộ sản phẩm tròn gói, nước lau sàn, nước giặt xả, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bàn nhỏ của mọi nhà. Chương trình gửi đến bạn phần quà đến từ công ty Mắm Trí Hải. Mắm Trí Hải là công ty chuyên sản xuất các loại mắm ruốc, mắm tôm, mắm nêm, nước mắm và hải sản khô ăn liền. Mắm Trí Hải, sản phẩm chính hiệu đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm, nay đã có tem chống hàng giả. Mắm Trí Hải, chia sẻ bữa ăn cùng gia đình bạn. Chương trình dành tặng đến hai bạn phần quà từ thương hiệu nước Ion Kiềm cao cấp Ion Life. Ion Life là sự kết hợp từ món quà quý mà thiên nhiên ban tặng và công nghệ điện phân nước tiên tiến từ Nhật Bản, hình thành nên tinh hoa nước có tính kiềm tự nhiên như rau xanh, giúp dung hòa axit dư thừa trong cơ thể. Ion Life khỏe ruột, mát da, món quà cho sức khỏe. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà giá trị 20 triệu đồng nếu hai bạn chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình dành tặng hai bạn một phần quà nhỏ là gói Ruby của ứng dụng hẹn hò Speak Couple vừa được ra mắt với những tính năng nâng niu tình yêu giúp cặp đôi hiểu và yêu nhau hơn. Đây là những cái bánh ngọt ăn nó để cho tình yêu các bạn ngọt ngào như vậy nha. Đây là quyển sách giận, kiềm chế cơn giận của mình để tránh đổ vỡ. Chúc các bạn hạnh phúc. Như vậy là cặp đôi đầu tiên họ đã bấm nút hẹn hò với nhau. Chúng ta sẽ tiếp tục với cặp đôi thứ hai. Xin mời. Thép Fida KOA, tinh thần thép. Hiện tại em đã đổ vỡ một lần. Em kết hôn từ năm 2019. Em mới ly hôn vào tháng 5 năm ngoái. Em thì có một bé gái là 3 tuổi hiện tại đang ở với em. Em cũng đổ vỡ một lần. Em ly hôn được 6 năm rồi. Mâu thuẫn của gia đình thì do ông chồng em là hay đi nhậu về khuya. Mấy đặc thù về công việc nữa thì nhậu thì chắc chắn là cũng rất khó. Nhưng nhậu, quan điểm của anh nhậu thì mình luôn luôn mình kiểm soát được cuộc nhậu của mình. Bây giờ em có chịu về Nam Định, Hà Nội sống không? Nếu như mà anh ấy yêu thương thì em chịu. Mời nhà trai. À, ngồi đi anh trai. Xin mời nhà gái. Rồi, chào em. Mời nhà trai giới thiệu về mình. Trước tiên xin gửi lời chào tới MC Quyền Linh và MC Ngọc Lan cùng toàn thể quý khán giả đang theo dõi chương trình. Tôi là Nguyễn Văn Quyền, tôi sinh năm 1982 đến từ quê hương Nam Định. Hiện tại thì tôi đang công tác ở thành phố Hà Nội. Công việc của tôi làm về bất động sản. Mình tên Linh, bạn tên Quyền là Quyền Linh. Thôi mời nhà gái. Dạ em xin chào chị Ngọc Lan, em xin chào anh Quyền Linh, xin chào anh ở bên đó. Em tên là Lê Thị Hiền, em sinh năm 1984, quê em ở Thanh Hóa. Hiện em đang làm nhân viên HSE ở Bình Dương. Ồ, bạn sinh năm 84 mà bạn trẻ măng à. Bước ra cái tôi kêu bằng em. Em làm về cái gì vậy? Là em làm bên nhân viên môi trường ạ. Cụ thể là sao em? Ví dụ như mấy cái khí thải hoặc là cái gọi là rác thải á, là mình phải phân loại ra. Rồi cho đưa đến công ty môi trường xử lý. Bên em là có dùng hóa chất nữa. Cho nên là mình phải làm sao mà cho công nhân sử dụng nó không có cái sự nguy hại tới công nhân á. Ưu điểm và khuyết điểm của em trai là gì? Ưu điểm của em thì hòa đồng, vui vẻ. Trong tất cả các mối quan hệ thì anh đánh giá là nhiệt tình, đôi khi là nhiệt tình ngoài những cái kỳ vọng của họ. Và cái nhược điểm của em ấy thường là thường thì em ít thể hiện được bằng lời nói trước những cái người thân của mình, mà tất cả bằng thể hiện bằng hành động là chính. Rồi mời nhà gái. Em thì ưu điểm thì cũng là hòa đồng, dễ tính. Cái nhược điểm của em là hơi nóng tính, hơi bướng. Bướng hả? Dạ, em hơi bướng. Đường tình duyên của Quyền sao? Hiện tại em đã đổ vỡ một lần. Em kết hôn từ năm 2019. Em mới ly hôn vào tháng 5 năm ngoái.
Em thì có một bé gái là 3 tuổi thì hiện tại đang ở với em. Lý do sao ly hôn nhỉ? Thực ra thì cái thời điểm đó thì cũng do áp lực của gia đình. Về cái chuyện lập gia đình thì cũng áp lực về gia đình ấy, thì mình cái sự lựa chọn của mình nó cũng chưa thực sự chín chắn. Vợ cũ thì cũng là bằng tuổi. Cùng trong một cái hội chơi với nhau thì cả hai đều có chút vội vàng. Và cái đặc thù nữa là một trong lý do nữa thì là bạn ấy thì là cũng nhà thì cũng chỉ có 2 chị em gái mà lại ở xa. Để mà dung hòa được về một chỗ thì em thì hiện tại thì cũng ở với bố mẹ, anh trai thì công tác xa, em gái thì lấy chồng, nên là bây giờ là chủ yếu là mọi việc gia đình là do em gánh vác. Cả hai thì hầu như cái điểm đấy là không hợp được. Vì yêu vội vã, lấy vội vã đúng không? Thôi mời nhà gái. Tình trường của mình thế nào? Tình trường của em thì em cũng đổ vỡ một lần. Em ly hôn được 6 năm rồi. Mâu thuẫn của gia đình thì do ông chồng em là hay đi nhậu về khuya. Cũng không có chia sẻ được với em nhiều. Đúng rồi, cũng không có chia sẻ được. Con của bạn bao nhiêu tuổi? Con em 15 tuổi rồi. Trai hay gái? Con gái. Ở với ai em? Dạ con gái ở với ông bà nội. Em ở với em ai? Em ở một mình ạ. Một mình thôi? Dạ. Mình ở trọ hả? Dạ em ở trọ ạ. Bao lâu mới về quê một lần? Một năm thì nếu như có điều kiện em về 2 lần, không em về 1 lần. Còn Quyền thì hiện nay sống với gia đình đúng không? Thường thường là cứ đi lại giữa Hà Nội với Nam Định. Vì em có phương tiện thì cũng chủ động trong việc đi lại được. Nam Định đi Thanh Hóa sao? Nam Định Thanh Hóa thì khoảng tầm gần 100 cây. Không sao mà đường cao tốc mà. Khoảng cách địa lý thì nó không có phải là vấn đề gì. Bây giờ hai bên cũng đổ vỡ 1 lần rồi. Mình sẽ cùng nhau để chia sẻ những nỗi đau ngày xưa đó và hình thành một cái niềm hạnh phúc mới cho riêng mình ha. Bây giờ chúng ta nói về tương lai đi nào. Chúng ta muốn có một người đàn ông như thế nào nè. Nói cho Lan nghe đi. Mẫu hình của người tương lai em cần là một người khỏe mạnh, chắc chắn, to. Để coi. Khỏe, mạnh, chắc chắn luôn. Em chào anh. Khỏe. Em xác nhận là khỏe nghe. To à. Gì nữa? Ví dụ như thế là tính cách thì em cũng mong như được như anh Quỳnh Linh thôi. Đâu có nhân bản được. Bên đây đẹp trai hơn Quỳnh Linh em ơi. Trẻ hơn Quỳnh Linh luôn á. Chứ mỗi người một tính yên cách. Yên tâm. Dạ. Thể hình gọn hơn Quỳnh Linh. Còn gì đâu em gái? Dạ em có yêu cầu là biết quan tâm chia sẻ với gia đình. Và cũng đừng có đi nhậu nhiều quá. Em sợ cái đó thôi. À Quyền, quan tâm chia sẻ gia đình, ông nói cho bên kia người ta biết đi. Và đặc tính của anh ấy thì là nếu như với những người thân của mình thì mình không cần dùng bằng lời nói, và quan trọng là hành động của mình. Ví dụ như mà vợ có bận việc gì đó thì mình vẫn sẵn sàng là vào bếp để làm bữa, hoặc là phụ những việc gia đình cũng sẵn sàng mình làm được. Bởi vì hiện tại bây giờ là anh cũng đang chăm con, chắc chắn là điều kiện đó anh làm được. Mà một cái quan trọng là có nhậu không? Đàn ông thì chắc là mới đặc thù về công việc nữa thì nhậu thì chắc chắn là cũng rất khó. Nhưng nhậu, quan điểm của anh nhậu thì mình luôn luôn mình kiểm soát được cuộc nhậu của mình. Được ha cô gái? Được không? Được không? Nhưng mà anh có lầy không vậy? Có lầy không? Nhậu mà có lầy, anh chào anh gái. Kiểm soát được mà. Kiểm soát được. Thật ra bây giờ ta có con mà ta phải lo cho con có 3 tuổi đó. Thì em yên tâm đi. Con nhậu cỡ nào cũng mong về với con thôi. Bây giờ em có chịu về Nam Định, Hà Nội sống không? Nếu như mà anh ấy yêu thương thì em chịu. Đó. Rồi bây giờ nhà trai. Ở Bình Dương buồn lắm em ơi. Dạ, à, em cũng buồn thiệt. Nè, tôi thông báo cho nhà trai biết nha. Một cô gái rất là xinh xắn luôn. Trẻ lắm. Giờ nhà trai có hình mẫu lý tưởng nào về người vợ tương lai của mình không? Yếu tố ngoại hình thì em không có yêu cầu gì về yếu tố ngoại hình. Dạ. Vì cái quan trọng là cái tâm hồn của mình có hòa hợp được với nhau hay không mới là vấn đề. Đặc biệt nếu như chúng ta đã cùng đều đổ vỡ rồi, chúng ta nhìn nhận để xây dựng cái tương lai như nào, rút ra những cái gì mà từ những cái bài học quá khứ mới là quan trọng. Quan trọng là chúng ta có đồng cảm được với nhau hay không. Một người đàn ông cũng vững chãi ha, về mặt xã hội, giao tiếp rồi công việc này kia, anh nghĩ rằng cũng tốt đó. Bây giờ thì hỏi người thân. Hỏi người thân đi. Nhà trai đi với ai vậy anh? Là em đi cùng với em vợ chồng em trai, con cậu ruột em. Dạ. Xin chào chú Quỳnh Linh, chị Ngọc Lan và quý khán giả. Chào nhà trai. Em thấy nhà gái có hợp với lại anh của mình không? Em thấy thì chị gái thì khá là trẻ so với tuổi, cũng hiền nữa. Thấy có hợp với tính tình của anh mình không? Về hợp tính thì bước đầu là có hợp, nhưng mà sau này thì khi mà mình vào giai đoạn tìm hiểu thì em mong là hai anh chị có thể sớm được thành đôi, tìm hiểu được những cái điểm chung của nhau. Cảm ơn em. Em gái đi với ai? Em đi một mình ạ. Một mình hả? Dạ. Có Ngọc Lan lo, đừng lo gì cả. Thôi bây giờ mở rào. Bắt đầu đi Quyền. Chào em. Em chào anh. Lần đầu gặp thì anh có cái món quà thì anh cũng có nhờ tư vấn của em dâu anh. Đây là cái bộ sản phẩm dưỡng da. Dạ. Em xin cảm ơn anh. Cũng có món quà tặng cho anh. Anh cảm ơn. Dạ, cảm ơn. Bây giờ ngồi đối diện với nhau, nó có giống những gì mình suy nghĩ tối hôm qua, mình có mơ gì
đối phương hôm nay không? Quyền nói trước thì Quyền nhìn thẳng cô gái kia. Thực ra thì như nãy anh cũng nói rồi, chúng ta đang từng đổ vỡ. Anh cũng mong muốn là mình có thể cho nhau một cái cơ hội để chúng ta cùng tìm hiểu. Vì bây giờ chúng ta cũng không còn trẻ thì chắc chắn là cũng không còn những cái bồng bột nữa. Dạ. Nếu như thành vợ thành chồng thì anh tin chắc là anh có một cái bờ vai đủ rộng che chở cho gia đình của mình. Em thì em thấy anh thì cũng là con người chín chắn, biết suy nghĩ, biết lo cho gia đình. Nếu mà những lời anh nói nó là sự thật đó, thì em cũng cảm thấy là mình được yên tâm, một chỗ dựa gọi là vững chắc trong cái cuộc sống còn lại. Em cũng cảm ơn anh. Nhìn tính toán thì người đang ở Bình Dương, người đang ở... cái khoảng cách thì nó cũng không phải là vấn đề. Tất cả cái đấy mình đều có thể khắc phục được. Anh hỏi một chút, là Thanh Hóa là em ở huyện nào nhỉ? Dạ, em ở Triệu Sơn ạ. Là em ở xã nào? Em ở Xuân Thịnh ạ. Xưa là sinh viên thì anh học ở trong Thanh Hóa cũng khá đông. Có thể bây giờ em chỉ cần nói là cái khu vực nào đấy thôi đấy, có thể là anh sẽ chạy một mạch là đến tận khu nhà em được. Dạ. Địa hình thì anh nắm khá vững. Tính toán khoảng bao lâu mình sẽ đến với nhau gì đó? Thì nếu như mà chúng ta đã cho nhau một cái cơ hội để chúng ta cùng tìm hiểu, tiến tới hôn nhân thì cái thời gian nó cũng khoảng 6 tháng đến 1 năm là cũng sẽ là phù hợp. Còn về đặc thù công việc thì chúng ta có thể khắc phục được. Anh thì có thể là đi lại giữa hai nơi thì nó là vẫn được. Vì thực ra là về đặc thù công việc thì có khi tháng cũng 1-2 lần là vào trong Sài Gòn, cũng hay vào trong Sài Gòn để công tác. Em thì giờ công việc chính là đang ở Bình Dương. Tại vì bây giờ em sống ở cái môi trường ở trong này nó cũng quen rồi. Mà cái tính em thì nó thật quen rồi. Em rất sợ. Anh cũng chia sẻ luôn thì cái mục tiêu của anh cũng không phải là anh sống ở Hà Nội, và anh cũng đã vạch ra một cái kế hoạch rất rõ cho mình, là tức là anh chỉ sống ở Hà Nội hoặc tức là anh chỉ ra ngoài để bơn trải bên ngoài khoảng tầm 3 đến 5 năm nữa. Sau đó cái mục tiêu của anh là anh vẫn muốn về quê. Thì anh cũng đã có những cái bước để chuẩn bị để làm sao để sau này mình có những cuộc sống là ở quê rồi. Bố mẹ thì bây giờ cũng ngoài 70, con thì nhỏ nên chắc chắn mình cũng không thể là lăn lộn ở bên ngoài mãi được. Nam Định cũng xa đấy nhỉ? Thực ra nếu như so với Hà Nội thì xa, nhưng nếu vào Thanh Hóa thì là gần. Yeah. Nếu như em ở Triệu Sơn thì anh ở Yên, thì từ nhà anh vào nhà em nó chỉ rơi khoảng tầm 60-70 cây. Mà anh cũng có phương tiện rồi thì nó cũng không phải là cái vấn đề cái gì nó khó khăn lắm. Em nghĩ là em sẽ hướng vào Bình Dương mua bán bất động sản không? Trước đây thì em có, nhưng bây giờ thì em chủ yếu tập trung thị trường ngoài Bắc, cũng đang lên kế hoạch để mở công ty riêng. Em chỉ có một cái ước mơ bình dị là sau những cái lần mà đổ vỡ, sau những cái lần mà mình bôn ba nhiều quá, em chỉ cần dựa bên cái người chồng của em thôi. Chứ còn những cái việc mà để bảo em gọi là, em cũng không biết nói như thế nào, nhưng mà cái tâm của em là mọi việc nó đều nhàn nhã, chứ em không thích tranh đua với lại ngoài đời nữa. À được. Anh cũng đã là người là từng trải. Dạ. Với hai nữa thì là anh đủ tự tin để là nếu như mình có một cái thời gian nó không phải vội như trước, qua một lần đổ vỡ thì mỗi một lần thất bại thì mình sẽ có những cái kinh nghiệm quý báu khác nhau để làm sao để mà xây dựng những cái nó tốt đẹp hơn. Hiện tại con anh mới có 3 tuổi mà cháu thì đang ở với anh. Anh chăm cháu gần 1 năm nay rồi. Anh chỉ nhờ ông bà là trông coi ấy, thì và cứ thường xuyên là một tuần thì cũng khoảng tầm 2-3 lần lại về dưới quê, lại chạy xe, tức là lúc nào rảnh cái mình lại chạy xe về để chơi và chăm con. Mình còn quen nhau mà tìm hiểu nhau nữa, trong thời gian đó mình suy nghĩ coi có thể thay đổi thế nào thì do các bạn. Bây giờ Quyền tiến tới giao lưu về mặt cảm xúc chút xíu. Đây. Đó, hai người nhìn gần nhau xíu nữa. Quyền thấy cô con gái này như thế nào? Có làm mình rung động hay thế này, cảm xúc thế nào? Nếu như mà đúng như em chia sẻ là em là một người thích một cuộc sống bình yên. Bình yên ở đây nó quan trọng là từ trong cái nội tâm của mình. Thì những người mà có cái nội tâm mà mong muốn cái gì đó nó yên bình thì cũng rất giống với những cái mong muốn mà anh đang mong muốn, là mục tiêu anh chỉ bôn ba bên ngoài khoảng tầm 3-5 năm nữa, sau đó mình sẽ về quê. Nếu em đồng ý thì chúng ta sẽ cùng về quê để xây đắp một cái cuộc sống nó sẽ tốt đẹp hơn. Em thấy những lời anh nói thì em có thể là tin tưởng được. Em cảm ơn. Hãy hát một đoạn ca khúc nào để tặng cho bạn của mình đi. Chín bậc núi rừng, chín bậc nghiêng nghiêng, tuổi ấu thơ ta lớn lên ở đó, cây muỗm xanh qua bao quân chín đỏ, đầu cầu thang ngồi đón mẹ về. Chúng mình lớn rồi, tính tàu xó dây, cùng hát then trao vòng tay bẽn lẽn, mai cách xa anh ra đi bộ đội, đầu cầu thang dấu chân anh vẫn còn. 9 tháng mẹ hiền, từng bậc lo âu và thương nhớ. 9 tháng mẹ hiền, nhà sàn đơn sơ mẹ sinh con. Những bước đi đầu tiên mẹ dìu lên từng bậc, 9 cung đàn, 9 cung đàn, 9 bậc tình yêu. 9 khúc đợi chờ, ngày hội vui anh về quê thăm.
bắc chiếc cầu vòng về nhà anh em làm dâu. Những bước đi đầu tiên từng bậc thang nhà người, chín cung đàn chín bậc tình yêu. Anh, cái bài này tuổi gì? Dạ, chín bậc tình yêu ạ. Chín bậc tình yêu hả? Lần đầu tiên em nghe bài này, những cái lời hát nó rất là có ý nghĩa, dễ thương quá. Cảm ơn anh. Dạ. Rồi mời em gái đáp lại đi. Em còn phải hát ạ. Kệ nó, hát lại đi em. Này em hơi, con đường em đi đâu, con đường em theo đâu, đúng hay sao em? Xa nhau rồi, thiên đường thôi lỡ, cho tình yêu chấp canh, nỗi đau người tình si. Người yêu hỡi. Nào bây giờ chúng ta trở về vị trí. Anh chị về chỗ. Sau cuộc trò chuyện giao lưu với nhau về cảm xúc, về tất cả mọi thứ, đã đến lúc chúng ta đưa ra quyết định bằng chính trái tim của mình nha. Kiểm tra lại con tim mình cho nó chính xác. Cảm giác được thì bấm, không được thì không cần bấm. Ngọc Lan sẽ đếm nha. 1, 2, 3. Yeah. Chính thức ta hẹn hò với nhau, đẹp đôi đó. Chúng ta trải qua bao nhiêu sóng gió rồi. Cố gắng quan trọng là em đó. Người phụ nữ này vẫn còn những cái băn khoăn về khoảng cách và sự thay đổi. Chúng ta làm sao để thuyết phục điều đó. Nghĩ rằng cô gái rất là ấm áp để chia sẻ những khó khăn ngoài cuộc đời dông bão của em. Đó là một nụ hôn đầu tiên. Sau đây là những phần quà dành tặng cho anh chị. Các bạn sẽ nhận được một phần quà của nhãn hàng AMBT. Một bộ sản phẩm tròn gói, nước lau sàn, nước giặt xả, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng AMBT sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. AMBT, bàn nhỏ của mọi nhà. Chương trình gửi đến bạn phần quà đến từ công ty Mắm Trí Hải. Mắm Trí Hải là công ty chuyên sản xuất các loại mắm ruốc, mắm tôm, mắm nêm, nước mắm và hải sản khô ăn liền. Mắm Trí Hải, sản phẩm chính hiệu đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm. Nay đã có tem chống hàng giả. Mắm Trí Hải, chia sẻ bữa ăn cùng gia đình bạn. Chương trình dành tặng đến hai bạn phần quà từ thương hiệu nước Ion Kiềm cao cấp Ion Life. Ion Life là sự kết hợp từ món quà quý mà thiên nhiên ban tặng và công nghệ điện phân nước tiên tiến từ Nhật Bản, hình thành nên tinh hoa nước có tính kiềm tự nhiên như rau xanh, giúp dung hòa axit dư thừa trong cơ thể. Ion Life, khỏe ruột, mát da, món quà cho sức khỏe. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép, hân hạnh tài trợ phần quà giá trị 20 triệu đồng nếu hai bạn chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình dành tặng hai bạn một phần quà nhỏ là gói Ruby của ứng dụng hẹn hò Speak Couple vừa được ra mắt với những tính năng nâng niu tình yêu, giúp cặp đôi hiểu và yêu nhau hơn. Chúc hai bạn hạnh phúc nha. Dạ vâng, em cảm ơn chương trình. Thưa quý vị, một ngày làm mai làm mối có hiệu quả đó. Tôi cảm giác hạnh phúc lây. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên khung giờ phát sóng của chúng tôi 17:50 thứ bảy và 20:30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Mời các bạn xem Bạn Muốn Hẹn Hò trên ứng dụng truyền hình NetClub. Các bạn có thể tải ứng dụng không chỉ xem Bạn Muốn Hẹn Hò và các bộ phim hấp dẫn, các chương trình thể thao mà còn có cơ hội kết đôi hẹn hò trực tuyến tại đây. Cũng không quên gửi lời cảm ơn đến nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép và nhãn hàng nước uống Ion Kiềm cao cấp đầu tiên tại Việt Nam, Ion Life, khỏe ruột, mát da, món quà cho sức khỏe đã đồng tài trợ cho chương trình. Bây giờ thì chúng tôi xin phép được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.